Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Nhân Nam Dương. Quý vị và các bạn thân mến, bạn có biết tất cả các tư thế quan hệ tình dục đều làm giảm căng thẳng và lo lắng không? Đây có phải là một điểm cực khoái không? Vâng, chính là nó. Nhờ các hormone làm dịu và liên kết mà cơ thể bạn sẽ được giải phóng khi bạn đang chịu áp lực và hoảng loạn. Thật khó để tạo hưng phấn leo lên giường, huống chi nói đến quan hệ. Đừng lo lắng vì chúng tôi sẽ chia sẻ tư thế quan hệ tăng ham muốn cho bạn ngay sau đây. Đầu tiên chỉ là tư thế giam râm vị trí của nguồn gốc từ mật tông này cho phép các cặp đôi hợp nhất và tập trung vào nhau Nhà tình dục học cho biết rằng là khá hiệu quả để bắt đầu với tư thế quan hệ tăng ham muốn Hãy bắt đầu ở chân, bạn ngồi trong ngồi trong lòng chàng, trai và hai chân cuốn quanh người và quấn lấy nhau, từ đó sự thâm nhập có thể xảy ra bất kỳ khi nào mà bạn sẵn sàng, bởi vì cảm xúc của bạn tình sẽ được đẩy lên cao, bạn sẽ ghi nhận được những cảm giác cực kỳ dễ chịu dọc theo phần dưới của dây thần kinh dưới âm đạo, tập trung hơi thở chậm để thời gian quan hệ kéo dài hơn. Tiếp theo chính là quan hệ từ phía sau. Quan hệ tình dục từ phía sau thường khiến cho bạn tình của bạn thực hiện tất cả động tác va chạm. Điều này giúp cho bạn giảm căng thẳng trước khi giải phóng ham muốn tình dục của mình và thực sự làm dung chuyển các cơ. Tư thế này hình thành những suy nghĩ xâm phạm biến nó thành một cách để giải quyết sự hung hăng, căng thẳng và lo lắng. Hãy đừng sợ tự do với cơ thể bạn là một liều thuốc giảm stress tuyệt vời. Thứ ba, trên nằm kiểu cái thìa và ngủ. Bạn thực sự có thể ngủ thiếp đi sau khi quan hệ tình dục theo kiểu cái thìa. Khi bạn nằm trong tư thế này, nằm trong tư thế cái thìa là kiểu tình dục lười biếng, không áp lực vì cả hai bạn đều nằm và âu yếm. Về cơ bản, bạn thậm chí không cần thâm nhập, bạn tình của bạn có thể chỉ cần giữ chặt bạn bằng một cánh tay, tay còn lại có thể di chuyển trên toàn bộ cơ thể của bạn. Tiếp theo chính là kiểu tư thế con rắn. Ở tư thế này thì bạn nằm sấp, cơ thể duỗi thẳng ra giường, bạn tình của bạn nằm úp mặt và trèo lên người bạn, bước vào bạn từ phía sau. Sự tiếp xúc của làn da hãy kết nối với nhau, hai bạn thực sự được xếp chồng lên nhau, căng thẳng và lo lắng của bạn sẽ tan biến nhanh chóng. Tiếp theo chính là The Rocker, ngồi đối mặt để bạn tình có thể thâm nhập với bạn, giữ hai chân dang rộng và đặt lòng bàn tay xuống sàn để đỡ cơ thể. Sau khi bạn tình của bạn bước vào bạn thì tìm một nhịp điệu để đá, nghiền và thở đồng bộ nhìn vào mắt nhau. Với cơ thể của bạn rất cần, các chuyển động lực đẩy sẽ nhỏ và được kiểm soát. Điều này hình thành các cảm xúc sâu hơn và dữ dội hơn Ngoài ra, sự giao tiếp bằng mắt tăng cao mức oxytocin làm cho các cặp đôi yêu nhau sâu đậm hơn Tiếp theo chính là truyền giáo sâu sắc Phong cách truyền giáo được gọi là ho hôn Đây có thể là một trong những vị trí thư giãn và kết nối nhất Bạn hãy duy trì giao tiếp bằng mắt và hôn trong suốt những chuyển động Bạn hãy thì thầm vào tai họ Thật bất ngờ bạn đã biến một phong cách tình dục thông thường thành một tư thế yêu thương, kết nối và thân mật hơn. Tư thế truyền thống này thoải mái và tự nhiên. Bạn không phải lo lắng về việc mông của bạn trông thế nào hoặc các vấn đề hình ảnh cơ thể khác. Bạn có thể hoàn toàn thoát ra khỏi đầu, giúp giảm lo âu và căng thẳng. Trên đây là các tư thế quan hệ tăng ham muốn để mỗi lần yêu thêm xúc cảm. Bạn hãy linh hoạt qua các tư thế, ngoài ra thì hãy khen ngợi bạn tình của mình Ngoài ra hãy khen ngợi bạn tình của mình để cho đối phương tự tin hơn nhé Quý vị và các bạn thân mến, ngoài thông tin trên thì ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị và các bạn Về một sản phẩm an toàn như Nhất Nam Dương Với 100% thảo dược thiên nhiên cùng những công dụng tuyệt vời Nhất Nam Dương được xem là khắc tinh của sinh lý yếu và xuất tinh sớm Sản phẩm được bán với giá giao động khoảng 750.000 đồng trên một hộp cùng 50 viên Nhất Nam Dương là sản phẩm nằm trong top các loại thuốc kéo dài thời gian quan hệ tốt nhất hiện nay do người tiêu dùng bình chọn. Nguồn gốc của nhất nam dương như sau. Sản phẩm được nghiên cứu phát triển dựa trên bài thuốc đông y gia truyền của dòng họ Nguyễn theo công thức quân thần đá sứ do lương y Trần Thị Lý phát triển thể hành phẩm. Tất cả thành phẩm tạo nên sản phẩm đều là 100% nguồn gốc thiên nhiên, không gây biến chứng hay tác dụng phụ khí dùng. Các bạn có thể sử dụng thuốc nhất nam dương như thế nào? Các bạn có thể uống hai lần, mỗi lần một viên vào buổi trưa và buổi tối sau khi ăn 30 phút để đạt hiệu quả tốt nhất. Vậy nhất năm dương mùa ở đâu? Các bạn có thể mua qua hotline hoặc zalo số 034 404 5117 để tư vấn kỹ hơn về sản phẩm. Cảm ơn tất cả các bạn theo dõi video ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo ở phía bên phải màn hình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.